Hey, xin chào cả nhà. Bầu trời của chúng ta đây, cả nhà khỏe không? Xin chào tao khỏe nha. Hôm nay sinh nhật đứa con gái tổ chức tại gia đình. Chỉ có gia đình làm buffet, đi ăn buffet thôi. Có 6 người thôi. Ok, bây giờ cả nhà đi vô buffet, mình quay trong buffet cho nhà xem nha. Đây này xin đi vô gia đình buffet này lâu quá trở lại. Yo. Hey, how are you? Long time no see. Have 5 people. Okay. Water. Pepsi. How about you? Đây, sinh nhật gái nè, bỏ tay ra coi. Tao quay phim. Mấy à? Đây có cái tàu. Quay gái nhiều. Đồ ăn buffet Kevin. Ốc nhiều xíu rồi nha. Đây các ốc rồi. Ốc mực. Đây quay nè. Cindy. Bất đế. Đây bán ngon ngon nè. Có tôm nữa không? Cái bình. Đi quay sơ sơ chứ. Đó, bánh bèo. Bánh chi con. Đây có sushi. Đây có sushi. Ôi đó. Nhà thấy sushi ở đây làm được dịch nè, nó mà ai muốn ăn lấy ăn. Tôm. Amigo. Hey, amigo. How are you? Giờ này vắng, bà xã tôi đang lấy nhiều. Buffet này thấy cũng hấp dẫn. Bữa mình có đi qua bên Dallas nè, vô cái King Buffet cũng về luôn.
Nhưng kỳ này em có đi ăn tại của chị ta. Đây kìa. Bánh này ngon nè, bánh lục gà. Nó ba có đứa con đưa ăn raw fish nha. Bây giờ chót nó ăn raw fish nha. Này xin được xin đi nè, đó quay nhiều không biết là nhỏ what you just say yeah. Oh, you heard her, you said it is rồi hồi nhỏ mấy đứa này nó cũng làm sinh nhật ở đây đây sinh nhật của Cindy nha, con bầu trời của chị ta. You've been with Jim for one whole year, didn't you? What? This year I am. Không không gì. Bê đê. Đâu có bê đê gì đâu. Như bữa như để rắc sửa sửa xong rồi chùm cái cái lên hay đó. Không chùm nào. Nhưng mà bữa bên What are you talking about? À rồi nó có một bụng chùm vậy đó nè. Nó sửa sửa nó ngờ nó bụng chùm chùm mẹ rồi chấp thằng mẹ đẹp. Con đi con đẹp quá. Lại có mẹ đây. Ô đẹp quá, đẹp trai quá. À mình đẹp gái. Đây hai anh em nó đi lấy đồ ăn. Đó. Xin đi. Rồi rồi. Xin đi stop không ăn đêm nữa nha. Stop. Thôi mẹ làm về là con có đòi ăn nữa ok. Con giữ cho con thôi ha. Tiệm buffet tới đây kết thúc nha. Trời còn sáng trưng. Kết thúc lúc 8:30. Rồi chủ nhật vắng veo luôn. Ok, tạm biệt cả nhà nha. Bây giờ ra đây bầu trời với ta để mất kiến. Tạm biệt cả nhà, sinh nhật của đứa gái Cindy 12 tuổi à, đó tại buffet hồi nhỏ mấy tuổi cũng làm ở đây. Ok, xin chào cả nhà, tạm biệt, nhớ subscribe like mình nha. Thank you, bye bye.